380.000 đồng, bạn sẽ sở hữu những gì? Đó là 15 lần thải 100% độc tố ra khỏi cơ thể, là tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy tuần hoàn máu. Những người bán ở trên mạng gọi đó là lấy độc tố dễ như trở bàn tay. Lời quảng cáo công dụng thần kỳ bằng tiếng Việt chi tiết, nhưng trên sản phẩm chỉ là tiếng Nhật, tiếng Trung hay tiếng Thái, vì đây hầu hết là được nhập theo đường không chính ngạch. Cái này không có chữ tiếng Việt à? Cái này tiếng Thái mà, nếu mà tiếng Việt thì phải dán vào. Cái này là đường hết cái hết đấy chứ. Bởi vì em thấy... công ty nào Việt Nam nhập cái này về đâu, em yên tâm. Nhưng mà nó có thải ra được không? Có thải chất của em, thải độc tố ở gan màng chân. Độc tố. Càng dễ bị thuyết phục khi quảng cáo đề cập nguyên lý có vẻ rất khoa học, như là gan bàn chân là nơi tập trung huyệt đạo của cơ thể. Và thực tế, khó ai còn nghi ngờ khi nhìn miếng dán từ trắng hóa đen chỉ sau một đêm. Xu hướng này vừa rộ lên, ngay lập tức đã có những nạn nhân phải nhập viện. Báo chí đã ghi nhận các trường hợp bong chóc da bàn chân là nhẹ, nặng là phải cấp cứu. Ngay chính bác sĩ cũng không dám khẳng định sản phẩm là an toàn, đặc biệt khi có chứa axit. Axit nồng độ quá cao thì nó gây bỏng, bởi vì axit đã vào da là có thể gây bỏng. Bất kỳ sản phẩm nào cũng có thể gây dị ứng hoạt chất ở trong cái sản phẩm. Và cũng thể là những cái thành phần mà cấu tạo nên cái miếng dán đó. Trong thành phần này chúng ta không thấy có gì nó có tác dụng thải độc trong này cả. Có thể cái cơ chế của nó là khi mà nó có một cái độ ẩm hoặc là nước từ mồ hôi hoặc là gì đó, nó tác động lên đây, nó gây ra một cái phản ứng tạo đen, chứ thực chất không phải là thải độc. Không rõ chức năng, không rõ xuất xứ, nguồn gốc nhập về trong nước cũng mập mờ. Chủ yếu bán qua mạng và qua các cá nhân truyền tay nhau. Nhiều nạn nhân đã phải vào viện khẩn cấp vì tin dùng. Đây thực sự là lời cảnh báo khẩn cho những ai đang có ý định dán miếng thải độc ngay lúc này.